Trời ơi, cái gỗ kìa. Ôi. Còn gì ta lấy? Còn gì ta lấy? Nó bự vậy. Bự cái lỗ. Bự tay cái này. Ừ. Bự bàn tay luôn nè. Bự tay lòng luôn á trời. Dạ quyền tiên cho ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh nha. Thì hồi nãy á, hai anh em mình có giăng một tay lưới đây cả nhà. Thì bây giờ hai anh em mình đi thăm. Mưa. Thì mưa lạnh quá trời lạnh luôn, thăm cái ghét về. Đó thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn đón xem nha. Thì anh Long sẽ cuốn lưới và mình sẽ wow. Quá trời luôn. Cái linh bự nè. Cái linh đó hả? Thôi. Cái linh mà bự dữ gì? Cái này mà đi hái không muốn anh Long. Làm chả ra được chứ con cá mình chưa lắm. Dạ. Nó mình chưa. Muốn nổi. Đi đã không? Cũng dễ. Để tổng cho vậy. Thì cái tự nhiên đi văn lớn mà cái hùng này nè. Wow, trời ơi. Cái linh bự. Không có linh. Quá trời đã. Cá này dễ gỡ hơn mấy cá kia ha. Ừ, nó chưa. Tốt ra cái rồi. Cái này anh em mình mà gỡ. Em bước lá cây muống bỏ đây nè. Mở cái hùng quá nó bị dính nè. Cái hùng nó rồi mặt rồi. Mình muốn đem quá thao thôi, hai đem mình không chuẩn bị. Cái này mình cuốn hết tay lưới gỡ hết cá xong cái mình lặt cái thao cái rồi. Sốc. Ôi. Ui. Con cá này cá cóc hả? Cá linh luôn á. Ủa vậy hả? Bự lớn á. Trời ơi. Khủng khiếp thiệt. Ôi ghê con cá cóc rồi ta. Bữa nào quay phim không coi ngày. Dập mỏ đứt giòm luôn. Ai dập mỏ? Cái lông men thì mình dập mỏ rồi. Mới cắn hay dù. Ủa đừng kia kìa. Khỏe không? Để thấy con cá này nè. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cắt hiểu. Cắt hiểu. Ui. Nó kho tiêu ngon. Ủa cái hiểu quá. Cái bự ghê không? Bữa mình văn lưới ngoài kia cái hiểu chút xíu à. Trong đây. Trong đây lâu năm rồi. Đâu có đâu đi đâu. Trong đây là thấy cá lóc nãy là uy tín á. Hôm bữa đặt lờ cá lóc bự lắm. Cá ký á. Cá lóc thanh long. Cá lóc này chắc của tôi gì nó dài tọc luôn nữa. Cái này á để dành mình mua ăn mình xuống vụ 2 á cả nhà. Mình đi văn mấy con cá cá rô á. Ủa cái sặc nè. Cái sặc này mà chiên giòn ha. Ừ, chiên á. Chua cũng ngon. Cái chiên rồi cái chiên làm chả ra nấu bên chuột. Trời mưa là lạnh nữa đó. Làm xì cô đế nữa. Mấy ông vụ phái mất. Ừ, phái trời mưa này nè. Miền Tây mình đó thì nhâm nhi chơi để vui thôi. Dễ ăn nữa. Dễ ăn cũng được chứ. Chợ chồng đẻ hết. Đẻ rồi. Miền Tây dễ đẻ hả? Thằng ông muốn dính dữ lòng. Yeah. Ôi cái linh này mà lên chiên giòn á chắc có me. Mà xương ngán ai mà biết nhai xương nha. Nhai nhuyễn luôn. Nướng thơm. Ôi em thấy người ta đói bụng. Người ta hay nướng. Nướng thơm lắm. Mà cá bự bự này chắc xương nó cũng dễ gỡ ra. Chứ mày cải tới chèo luôn á Long. Không. Thì con. Ở lũa ra đây nè. Có hai loại cá sặc lắm. Ừ, cá sặc này ăn nó không có ngon. Ừ. Nghe mẹ nói cá sặc. Cá sặc càng đen càng ngon. Sặc nó ăn mặn gì đó biết. Ừ. Wow đây nè. Cá nó mặn đó. Ủa cái gì kìa cho bắn luôn cơ. Lần đầu tiên đi văn lưới phải ôm cái hộp gì vậy? Tay lưới này 1 mét, cuốn hết tay lưới mình mở tay nè. Cá linh đó. Oh my god, cá linh đó hả? Trời ơi, cá linh rồi gói tớ cá linh. Cá linh nè. Cá linh này lâu năm rồi. Đứng nói chuyện luôn ha vậy. Cá linh bự rồi. Long đi Sài Gòn về mua cái giường quá đã.
mình ướp gì có cái giường gì nè, mình bắt cá hoài luôn, khỏi cần đi đâu luôn. Cứ sáng ra mình bắt cá cái là tốn gạo mà. Thôi, cái này ai nói cái Linh đôi ghe con cá cóc luôn á, cả nhà cá cóc dưới sông á. Nó vậy. Cái giường này chắc cũng lâu lắm rồi. Cá nó bự. Giường này mấy công Long? Cá nó đi theo 17 công. Cá nó đi theo nước nó đi vô á, nó mày. Cá mày dinh cá rảnh con nào nó. Ôi dạ, chứ có mình nuôi hả? Đâu nuôi đâu. Ôi, cá thiên nhiên. Có cá cha tay tượng thả nuôi. 17 tỷ không? 17 công 17 tỷ. 17 công hả, mình múc lên. Không, hình như bán một công nhiêu á, 500 triệu nó rưỡi là múc luôn á, bán luôn là cái mấy cái cây luôn hả? Cây vườn luôn á. Bắt ốc cho ông cậu. Ramen coi có ốc chỉ bắt chứ nha. Ông dưới này lại ui. Mình chỉ khó mình tạt chân mé ra ngoài. Dạ nhiều quá. Mình đi lấy cây với mình đấm. Nơi này mưa rồi, mình không có thời gian. Thôi cái tiếng dưới lại mình văng nhiêu mình cũng đủ ăn. Ôi nhiêu đây là ăn dư luôn á. Có bự luôn à. Còn cá mình mò thì nó nhỏ. Nãy đi xuồng khỏe quá ha. Ủa con cá gì bự kìa. Đi xuồng không biết bơi xuồng cuốn lưới. Cái Linh. Cái Linh mình rộng quá. Ủa cái gì vậy? Cái Linh đó hả? Trời ơi, cá Linh con nào con thấy khủng lồ không ạ? Mà cá thiên nhiên đó chứ. Ôi cái này nó quá lên. Mình muốn cái bụi này cảm cảm nhìn ghê ha. Răng với dùm miệt thứ á. Ờ đúng rồi đó, răng với Cà Mau đồ đó. Cảm cảm mình cũng gần luôn. Trời ơi, thấy ớn. Trời ớn này chứ bụi. Mình gắn. Con này nó bự, nó dãy nè. Đưa đưa thùng đây. Đúng vậy chứ. Quay nữa rồi. Quán hội gói thêm. Nó dắt lưới luôn rồi đó. Tay lưới này mà dính con cá cha cá tai tượng sao ta tưởng tượng sao có cuốn luôn lưới quá. Bỏ luôn. Thôi luôn. Đi luôn á. Trời ơi nó quắn nè. Con cá rồi cả nhà. Quá trời bự. Ừ, tay lưới còn dài lắm luôn á. Cái con cá bự bự thì mình gỡ từ dưới ra lên. Vườn này mà sắm tay lưới nè. Đủ loại lưới lên ha. Giờ dớn thì cần câu dớn thôi ha. Lập lương rồi. Muốn ăn lòng tông mà văn lòng tông luôn phải không? Nhận diện có mình. Tí mấy con nước này văn cá lòng tông chua dính lắm. Nước nó nhiều quá. Nó muốn chích. Nói chỉ cho văn cá lòng tông mấy cái nước nó nhỏ ngọt rồi kìa. Cái vườn nó tăng nước chưa. Cái vườn nó tăng cho văn không? Cho cái vườn mà mới múc ở ngoài không chưa tảng đó. Không mấy cái vườn nó múc cái vườn cầu viên nhỏ nhỏ đó múc cũng năm hai năm rồi đó. Ta trồng rồi mình văng xuống đó rồi tay một rồi đỡ không kẹp luôn quậy đúng không nha. Mũi chích quậy trời để lấy một thứ nhìn mũi nó đây mũi nè mũi kêu em trời mưa này chiêu ha. Chết đúng chắc miền Tây luôn, tội gì đó, vừa mưa vừa đi thăm lưới cái giống kẻ hồi xưa. Đi hát bài anh về miền Tây. Bây giờ với trẻ ta đi chơi cho mình vẫn đang nhảy Vina House không á. Nhảy Vina House. Ở đây thì đi dọc sành. Ăn bắt có ngà. Bởi vì mấy người ở trên Sài Gòn này kia chê chơi gái miền Tây hôi sình, hơi phèn.
nhưng mà lúc cái người ta thay đổi rồi cái là đua đòi cô hấm thôi, cô hấm về làng. Mũi thích nướng chết luôn. Hát cái gì gõ luôn. Hay là cái này đi tới Vũ Hai đem lớn dính nhiều lắm. À, thấy vậy chứ chua. Tại vì cái lớp hổng, lớp kia của em nó bự quá. À, thấy vậy chứ chua lắm á chứ dễ đâu. Ủa cái lông mũi nè. Đây có cá sẵn nó vậy đó. Ờ, ở đây nó tại trong. Ủa? Đây. Gì vậy? Ở đây nó có cá mình văng cái nó vậy. Nó vậy. Còn ngoài bữa xách tay lớn đi văng dính có 4 cá rô à. Mùa nước nở nó. Nói chung cũng có sao không? Có nhưng mà mình phải để qua ngày cá. Để qua đêm. Ừ, qua đêm. Mình phải gãi sắc mắm. Gãi sắc mắm xung quanh lưới. Cá dính kìa. Trời ơi, xe viền luôn, còn hơn là dính văng cá bông tông. Chỗ này còn văng cá bông tông chỗ cũ không? Trời. Ném già chỗ khác. Bên này cá nó ít thiệt. Mũi chích quá à. Đang ở dùng một thứ. Mấy con bụng bự á là nó khó gỡ. Lưới nó nhỏ. Mà có gỡ lưới nhỏ. Mà cái vườn nhìn rộng thoải mái ha. Mình nhìn cái vườn nó mịt mù quá trời không thấy. Không phải đâu, nước. Tại vì cái này cây còn nhỏ. Nó còn nhỏ á. Dưới hại thấy mấy cái clip kìa. Mấy cái clip mà nước nó thấy nó vàng vàng nó trong như thế này. Phèn. Mày thả voi hoài luôn á. Nó voi làm gì? Đừng cho phèn á. Kìa mũi kìa đeo kìa. Mày giỡn chết kìa. Ôi. Hai anh em nhắc mày á. Mưa á nhà cái mũi nó lên á. Hai anh em đỡ cá rồi nó chích của hơn kìa. Không có comment ngồi anh trở luôn chích. Trời ơi cá gô kìa. Ôi. Còn gì ta lớn. Còn gì ta lớn. Nhưng mà nó bự vậy. Bự cá lô. Bự tay anh đó nè. Ừ. Bự bằng tay anh luôn nè. Bằng bằng tay anh Long luôn á trời. Xong gỡ ra cái lỗ lưới cho em con cá gô này về em kho ra được một đội luôn. Cá gô này là kho. Mình tự nhiên nó bụng ngang ha. Trời ơi. Sao bự vậy? Ú quá ha. Cá này mà được mình câu một cái gịch nó con đã. Con cá gô đó hả? Đây, cái này để vô đây nó nhảy không ta? Chắc không. Hai giùm mới ra muốn. Mũi chích quá à. Từ từ nha. Ôi. Ông bà già chỉ gì. Bà già chỉ gì. Em buồn nghe đó. Giang kêu hoài cái em khóc luôn. Cái rô nè. Thấy bật không? À, trời ạ. Qua tôi để thì xuống chứ gì. Nghe chuyện nhảy không? Hết sức biết câu về bắt cá mà bỏ đưa cái thùng bị lớn à. Lỡ hồi dính con cá gì bự bự hơn thùng này không biết sao. Bỏ tay lưới rồi. Trời ơi. Tay lưới nhỏ mà dính con cá bự hết rồi luôn. Cá này mà câu á gịch lên trời đất lắm. Đây câu dính không? Câu cũng dính. Câu dính là gì? Hơi chậm ha. Câu mồi của nó. Mồi tét mà này mồi kia rồi. Tháo cái áo giùm vô. Tháo cái áo phao á. Ôi giời. Hay lại luôn. Cây như thế nó đâm vào quá. Đừng đổ con cá nè. Đưa nó nhảy kìa. Thứ nào tên dính cá chê không Long? Chính có cái ngạnh không à? Cũng cái ngạnh không có tự. Ôi nhảy ra. Là cá gô này bự hơn cá gô nãy. Ừ, bự cá gô quá. Cá gô kia nó hơi ớm. Gô bắt tay nè. Nha. Nè. Rồi. Có trơn luôn. Ủa, còn đó nữa hả? Còn, còn dài lắm. Ôi, nó ngồi luôn rồi. Còn giật teo. Đúng rồi. Thớt hơn, nó hủy luôn. Tay cũng đơ luôn rồi nè. Nó lạnh đó, lạnh đó. Nó xà nà nè. Nó có cái lần gì kìa. Nở da luôn. Bàn tay của Phật tổ đó mà.
ơi, cái này là cái này á, văng hoài là còn ngày nào cũng có ăn hoài luôn. Sắp hết rồi. Sắp hết chưa? Vâng, tôi muốn đó. Về tay vừa có cá vừa có ốc ăn. Cúp này giống như nó chóng quá ha. Nãy giờ mình dâm nước như lâu rồi ta? Đến 2 tiếng rồi, bây giờ cũng 4 giờ rồi đó. Đúng hả? Đi vô 2 giờ. Ngọc Lâm mới lên Sài Gòn nữa. Sáng thứ 7. Anh cái gì anh bỏ qua nhà hả? Đi lập nghiệp. Kiếm tiền đó vợ. Đâu có ai mua. Ui cái hiểu bự kìa. Tôi thấy không có nào bự bằng cá rô nãy chân quá. Cái hiểu này tầm 5 con thì là đủ một hồi tinh chua rất là. Cá sặc cũng bự. Còn em thích ăn cá sặc muối xả chiên. Đúng rồi, cá đó ngon. Chiên mà giòn giòn giòn. Nói nó đau bụng quá. Cái này là tới giờ ăn cơm rồi đó các bạn. Có cái muốn ngon cả. Muốn ngon, mình để mày này ngọc thôi. Nó làm có cái muốn cái này. Cái sạch có 2-3 loại chứ không. Mũi ơi ơi. Còn con nữa kìa. Ủa? Nè cái sạch này cái sạch gần hả? Cá sặc gần là cá sặc ở ngoài biển. Cái gì cá sặc gần là con cá sặc bự. Mất tiền hả? Ờ phải không ta? Ai ẻ nó cục quá hả? Có không? Có mít á. Cũng là ẻ. Ây da. Cây gì? Cây đâm. Đâm bể bụng. Xin cái lưng gỡ đã luôn. Nước này dính như nãy giờ dính như cá chốt rồi ăn khóc luôn. Không có chốt rõ dễ lắm á. Bạn nhận hả? Bạn nhận tước ra lại cái chốt nó trơn á. Bỏ dính cái chốt nó rõ như vậy. Cái này thì rõ nhiều quá qua mắt luôn hết thấy luôn. Sắp hết lưới rồi. Ở đây lúng dữ ta. Đây cái đầu á. Cả nhà xem có 15 20 phút rồi chứ nãy giờ hai anh em mình gỡ hơn nửa tiếng hồ đó. Cắt bớt á. Rồi hết trơn rồi. Đi vô bờ quay hình quả cả nhà xem clip dài rồi. Trời ơi cá nè. Thấy gì chưa? Đó, một đống cá luôn á. Có một cá rô nè. Ây da. Ây da. Ăn cá rô nuôi không cả nhà. Nhưng mà không phải đâu, cái này là cá tự nhiên, cá thiên nhiên á. Cái này mà hai con á kho ăn á trời ngon lắm. Thôi bây giờ mấy anh em mình về nha, lạnh quá mũi chích nó giờ ngứa muốn chết luôn. Với lại trời đang mưa thấy không, mưa đầu cấu nhẹp chân. Thôi mình về nha, thì clip tới đây mình xin khép lại nha. Mọi người cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Cả nhà cho hai anh em mình xin lượt like và đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn clip sau. Xin chào.